Chào mừng thầy cô và các bạn đã quay trở lại với video của mình. Xin tự giới thiệu, mình là Vi Thị Lan. Hiện tại mình đang là thực tập sinh khóa 2, lớp Happy, Đại học EDX. Mã số sinh viên của mình là CUV020HP12. Video ngày hôm nay mình sẽ làm bài tập của môn Sơ học Luân lý. Sau một buổi học tổng kết của môn học này thì mình trong video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một số nội dung mà mình cảm thấy tâm đắc về cuốn sách này. Và cuốn sách mà mình đang được học và tìm hiểu suốt quá trình thời gian vừa qua thì được mới in lại theo ấn bản năm 1950 của nhà sách Tân Việt. Và còn lần xuất bản đầu tiên theo như mình được biết là vào năm 1919. Và theo chương trình giáo dục hồi đó thì tác giả với lời tựa thì có còn nói rõ là luân lý là một sự quan trọng hơn cả sự giáo dục sơ đẳng. Vì vậy các chương trình của chính phủ đề ra phải nêu được mục đích của luân lý đứng đầu hơn tất cả các mục khác. Và vì vậy sách luân lý thì tất yếu là những người ngồi trên ghế nhà trường cần phải học hỏi, phải nắm được và phải thực hành ở thực tế. Vâng, và sách Sơ học Luân lý này thì rất thiết yếu cho học trò đi học và nó được coi là một tài liệu học quan trọng bậc nhất của thời xưa. Và trong thời hiện đại ngày nay thì chúng mình vẫn được tiếp xúc với cái nền kiến thức này và mình cảm thấy nó không chỉ bổ ích mà còn khiến mình tiếp cận được với nền văn hóa của Việt Nam ngày xưa. Và mình cảm thấy nó còn cực kỳ hữu ích để mình làm nên để mình thực hiện và trở thành một con người có được cái tư tưởng cũng như là văn hóa sao cho phù hợp với cuộc sống của mình. Và với cuốn sách này thì có rất nhiều đầu mục như là xã hội luân lý, bản thân luân lý, học đường luân lý, gia tộc luân lý. Thì mình thích nhất đó là về phần bản thân luân lý. Trong phần này thì mình đã được học rất nhiều kiến thức liên quan đến lối sống của bản thân. Làm sao để mình có được tư tưởng và tư duy sao cho đúng đắn. Trong đó có một mục mà mình được học rất kỹ. Mình cũng nhân đây mình muốn giới thiệu đó là phần ý chí. Trước đây mình rất mông lung về hai từ này. Hai từ ý chí trong bản thân mình thì mình luôn nghĩ đó là đơn thuần đó là khi mà mình đối diện với một cái khó khăn thử thách nào đó thì mình dùng ý chí của mình để vượt qua cho bằng được. Nhưng không, từ cuốn sách này cũng như là từ lời giảng của thầy giáo cũng như là qua phần thảo luận với các bạn trên lớp thì mình đã có một cái hiểu biết về hai từ này nó hoàn toàn khác. Từ ý chí này là hiểu một cách đơn giản và cụ thể đó là chúng ta lựa chọn. Chúng ta đứng trước quá nhiều lựa chọn thì chúng ta sẽ dùng ý chí của mình để lựa chọn hành động của mình, cũng như là hành động, lời nói và quyết định của mình một cách đúng đắn và hợp lý nhất. Đó là ý chí của mình. Ý chí của bản thân thì khi mà trở thành một con người có ý chí thì chúng ta có thể vượt qua được rất nhiều thứ trong cuộc sống, ví dụ như là những ham muốn, sự lười biếng, sự lười học, vân vân. Và khi có trong bản thân một ý chí thì chúng ta có thể hình dung ra là chúng ta sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Chúng ta có thể phân biệt được là đứng trước một sự việc nào đó hoặc đứng trước một lựa chọn nào đó thì như thế nào là phù hợp với bản thân nhất và như thế nào là đối với mình là đúng đắn, là hợp lý để sau này không phải hối hận, đúng không nào? Và ngoài ý chí trong mục bản thân luân lý thì mình còn muốn đề cập đến đó chính là học đường luân lý.
Bởi vì theo như lứa tuổi của mình cũng như là rất có thể là bạn đang xem video của mình đây thì chúng ta còn đang ngồi trên ghế nhà trường phải không nào? Vì vậy học đường luân lý cũng là một trong những mục mà mình rất tâm đắc trong suốt quá trình mình học môn học này, cũng như là được tiếp cận đến với cuốn sách Giáo luân lý của tác giả cũng như là cố thủ tướng nguyên thủ tướng lâm thời Trần Trọng Kim. Vâng, thì cũng chính là tác giả của cuốn sách này thì có giới thiệu đến một mục mà mình đã từng ghi âm rồi, đó chính là học đường luân lý. Ở mục này thì có những điều răn rất là cơ bản, nhưng mà cũng những điều răn đó tuy là cơ bản nhưng mà cũng vô cùng sâu sắc, như là chúng ta tại sao chúng ta phải đi học đúng giờ, đi học đúng giờ thì thể hiện những điều gì, và bản thân trách nhiệm của một người học sinh, một người ngồi trên ghế nhà trường thì chúng ta còn phải có những cái đức tính. Và nói rộng hơn nữa là phải có những cái ý thức như thế nào để phù hợp với văn hóa của một nơi dạy học. Thì ngoài những cái đức tính cũng như là ý thức như là đi học đúng giờ, tôn trọng thầy, bởi vì là cuốn sách này là một cuốn sách có nội dung dạy học chính cho những bạn học thời xưa, cho nên là thời xưa thì chúng ta biết rồi đấy, các bạn nữ thì thường không phải thường thường mà là không được đi học, vậy nên là người dạy chữ thì cũng chỉ là người thầy, cho nên là trong cuốn sách này thì đề cập đến là chúng ta phải tôn trọng, tôn kính và biết ơn người dạy của mình, đó chính là người thầy. Còn như ngày nay thì chúng ta sẽ mở rộng ra, đó chính là chúng ta phải biết tôn kính, tôn trọng thầy cô và biết yêu thương bạn bè, biết bênh vực, giúp đỡ bạn học, những bạn mà yếu thế hơn mình, biết phân biệt phải trái đúng sai, biết lên án những cái hành động chưa tốt trong trường học. Và bên cạnh đó cũng có rất nhiều đức tính mà mình được nhắc đi nhắc lại trong cái phần học, những cái môn học trước cũng như là môn học này. Ví dụ như là tình cảm giữa những bạn trong lớp học, thì chúng ta để duy trì một lớp học có trật tự thì chúng ta ngoài tuân thủ theo những cái quy tắc và nề nếp trong lớp học đã đề ra thì chúng ta còn phải biết lan tỏa được những cái tình cảm tốt đẹp, như là tình yêu thương, sự giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, và giúp đỡ những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như là bạn ấy bị ốm thì chúng ta sẽ có những cái hành động thiết thực để giúp đỡ bạn theo kịp bài học này, hoặc là giúp đỡ bạn đến trường, vân vân. Và trong cái học đường, trong cái mục học đường luân lý thì mình có được hỏi một câu hỏi, đó là theo bạn đức tính nào là quan trọng nhất, và chắc chắn là mình không được trùng với những cái đáp án của các bạn ở trước, thì mình có trả lời là kiên trì không bỏ cuộc. Thì bởi vì khi mà được học ở đây cũng như là chương trình học ở đây thì mình cảm thấy cái đức tính này nó rất là đặc biệt, và đối với mình thì mình cần rèn giũa nó, mình cảm thấy nó rất là quan trọng, cho nên mình đã chia sẻ cái đức tính này. Và kiên trì không bỏ cuộc là như thế nào? Đối với mình là khi mình gặp một cái thách thức nào đó trong cụ thể trong học tập thì chúng ta kiên trì không bỏ cuộc bằng cách nào? Chúng ta sẽ cố gắng thực hiện nhiệm vụ bài tập của mình đến cùng. Thực hiện nhiệm vụ, khi mình gặp một bài toán thì mình cố gắng giải đáp được bài toán kia đến cùng, mặc dù chúng ta cũng chưa thể tự mình giải được, chúng ta sẽ tự mình tìm mọi cách, ví dụ như là hỏi bạn, hỏi thầy sao cho ra bằng được kết quả thì thôi. Và đó cũng chính là những cái suy ngẫm của mình sau khi học môn học cũng như là biết đến cuốn sách Sơ học luân lý. Cảm ơn thầy cô và mọi người đã chú ý lắng nghe.